Thật lạ, Đức Mẹ hiện ra với giáo sư vô thần Đại học Harvard có niềm tin Do Thái giáo, khiến cho ông gia nhập đạo Công giáo sau đó. Cảm ơn cộng đoàn đã đến với kênh Thành Long Vlog, chủ đề chia sẻ là tin tức Công giáo, hành trình đức tin, phúc âm. Chúc cộng đoàn bình an trong Chúa. Amen. Con xin chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, xưa nay thì Đức Trinh Nữ Maria, người làm rất nhiều phép lạ và cũng như Mẹ hiện ra rất nhiều nơi trên toàn thế giới, đúng không ạ? Tuy nhiên, trong video này, con muốn chia sẻ cho cộng đoàn một câu chuyện là Đức Mẹ Maria đã hiện ra với một giáo sư vô thần, và sau thị kiến này thì đã khiến cho ông gia nhập đạo Công giáo, mặc dù trước đó ông là một người theo Do Thái giáo. Vậy câu chuyện như thế nào? Thì bây giờ con mời cộng đoàn chúng ta cùng xem tiếp. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin Công giáo cộng đoàn nhé. Vâng, thưa cộng đoàn, trên trang tin Shalom World có cuộc phỏng vấn với ông Joy Strandman, nguyên là giáo sư Đại học Harvard, về việc ông đã gia nhập đạo Công giáo. Giáo sư chuyên ngành thương mại này đã tiết lộ rằng về một chuỗi những cuộc gặp gỡ thần bí đã dẫn ông đến với đạo Công giáo, và gồm có nhiều kinh nghiệm thân tình nhận được từ Đức Trinh Nữ Maria. Giáo sư Strandman cho biết ông đã trở lên một người vô thần từ hồi học đại học sau khi ông từ bỏ đức tin Do Thái giáo. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sự trống rỗng của thuyết vô thần chỉ khiến cho lòng ông khắc khoải thêm mà thôi. Trong video dưới đây, giáo sư Strandman mô tả về cuộc gặp gỡ với Đức Trinh Nữ Maria đã khiến cho ông cầu tìm đến cùng với đạo Công giáo của chúng ta. Tôi đi ngủ và có cảm giác có một bàn tay nhẹ nhẹ đụng vào vai và đánh thức tôi dậy. Sau đó dẫn tôi đến một căn phòng, để lại tôi một mình ở đó cùng với một người phụ nữ đẹp hết mức theo những gì tôi có thể tưởng tượng ra. Giáo sư Strandman bắt đầu kể, từ lúc đó tôi biết ngay, dù không được giới thiệu, thì đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Khi nhận ra mình đang đứng trước tôn nhan của người, tôi chỉ muốn bày tỏ ra bên ngoài sự ngưỡng mộ của chính tôi. Thực ra, ý nghĩ xuất hiện trong đầu lúc đầu tiên của tôi đó là: Chúa ơi, ước gì mình biết đọc kinh Kính Mừng. Nhưng tôi thì đâu có thuộc kinh đó. Thưa cộng đoàn, giáo sư cho biết sau đó Đức Mẹ Maria đã gợi ý người sẽ trả lời những câu hỏi của ông. Ông nói: Thoạt đầu tiên tôi có ý xin người dạy tôi kinh Kính Mừng, nhưng vì quá kiêu ngạo nên tôi không thể nhận mình là người không biết đọc kinh ấy được. Bởi vậy, như một cách gián tiếp để người có thể dạy tôi kinh Kính Mừng, tôi đã hỏi đâu là kinh nguyện người ưa thích nhất. Người có vẻ hơi e ngại, nhưng rồi cũng trả lời câu đầu tiên: Ta ưa thích tất cả mọi kinh nguyện. Nhưng tôi cố tỏ ra mình có ý nên bảo: Chắc hẳn phải có một kinh nguyện được người ưa thích nhất trong những kinh nguyện khác chứ. Vâng, giáo sư Strandman kể Đức Mẹ cho ông biết kinh nguyện ưa thích nhất của người đó là kinh Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ. Thưa cộng đoàn, đây chính là kinh Đức Mẹ đã dạy cho thánh nữ Catherine La Pau. Và ông giáo sư kể tiếp: Đêm đó khi đi ngủ, tôi thực sự không biết gì về Đức Trinh Nữ Maria cả. Tôi không biết gì về những điều mà người đã mặc khải cho tôi qua kinh nghiệm ấy. Dù người xinh đẹp tuyệt mỹ, một vẻ đẹp không thể tả xiết được, giọng của người thậm chí còn tuyệt vời hơn. Đó là một chất giọng mang hồn nhạc, uyển chuyển và du dương. Thưa cộng đoàn, ông giáo sư đã rất là vui vẻ để miêu tả. Khi cất tiếng, chất giọng mỹ miều ấy thấm vào tôi, mang theo bao nhiêu là trìu mến từ người. Vậy là tôi ngây ngất rồi đi vào trạng thái xuất thần, một trạng thái tuyệt vời hơn bất kỳ điều gì tôi có thể tưởng tượng được. Và giáo sư Strandman kể thêm, ngay khi tỉnh, tấm lòng của ông đã hoàn toàn thuộc về Đức Mẹ, và ông muốn thực sự trở lên một người Kitô hữu trọn vẹn hết mức có thể. Và đó cũng là lý do chính dẫn ông đến với đạo Công giáo sau này, mặc dù trước đó ông là người có đức tin Do Thái giáo. Kinh nghiệm về người cho tôi thấy rằng tất cả mọi ân phúc từ trời đều đến với nhân loại, đều được tuôn đổ qua Đức Trinh Nữ Maria. Vâng, thưa cộng đoàn, thì đây là một câu chuyện thị kiến của một người rất là vinh dự và diễm phúc là được Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với một ông giáo sư vô thần ở một cái đại học rất nổi tiếng của nước Mỹ, Đại học Harvard. Thật là một thị kiến tuyệt vời về vị giáo sư vô thần này, đúng không ạ? Chúng ta thì không còn nghi ngờ gì nữa về những phép lạ
mà mẹ Maria đã làm. Nguyện xin mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa ban mọi ơn lành, bình an tới Giáo hội Công giáo Roma, Giáo hội Công giáo Việt Nam và cho tất cả chúng con cũng như mọi người trên toàn thế giới. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video, những tin tức hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.